Xin chào mọi người ạ, mình là Jack. Còn mình là Eric. Hôm nay là đội ngũ bartender Mia Cam đã có mặt tại Thị Thị Cốc. Đâu. Hôm nay mình sẽ tiếp tục bài Flair tiếp theo. Mình đang bắt đầu tác trước. Động tác này cần kêu yêu cầu kết hợp của động tác đầu tiên đó chính là quay chai. Tiếp theo là liên tục cháo tay, bàn cháo tay.